Hello mọi người ha. Thì hôm nay là thứ ba mình lại tiếp tục đi học. Sao mấy ngày mà đi học buồn ngủ gì đâu á. Trời ơi, trời hôm nay tự nhiên nó lạnh nguyên cả tuần luôn, tuần này rồi tuần sau nữa, mười mấy độ không. Buổi sáng 9 độ, tới cỡ trưa trưa là 15 độ. Wow, nó lạnh quá. Và tự nhiên nay mùa đông lại đến sớm, cái thời tiết đúng là nó kêu là the weather is crazy. Là nó muốn lạnh lạnh à. Mà thường thường năm ngoái là mình nhớ tới cuối tháng 11 rồi đầu tháng 12 mới lạnh mà. Mà giờ nó lạnh nè. Lạnh luôn luôn luôn. Mà cũng phải đi học. Gán học cho bằng chị bằng em, gán học để cho ba lợi người ta nha. Bị chúng chửi chúng chê là nói tiếng Anh dở hả? Cái ai mà nói mình dở là mình càng làm hả? Nói tiếng Anh dở đúng không? Càng nói, nói chừng nào nó hết dở thôi. Ai mà chê mình là mình nói hoài luôn á. Lạnh quá. Hôm nay vô 7 giờ. Đi trễ một chút rồi nè. Mấy cái xe này, mấy cái du này là phải dừng xe lại để cho người đi bộ nó giống như là vua vậy đó, được đi qua. Mình đi học đây. Pronunciation. Phải nói tiếng Anh clearly. Thì nếu mà ai coi clip mình từ những cái đoạn ngày đầu tiên á, là năm ngoái á, tháng 5 năm ngoái á, là mình qua Mỹ này hai tháng là bắt đầu mình làm clip rồi đó. Nói tiếng Anh dở kinh khủng luôn. Mình biết mà nó dở nhưng mà vẫn nói. Thì nếu mà coi từ clip đầu tiên mình ha, rồi tới clip bây giờ là clip 200 mấy rồi, thì mọi người coi cái này là cái dây của iPhone leo xài được, cái mình xài không được lượm luôn cũng được. Thử coi coi mình có sự tiến bộ không mọi người. Mọi người nào mà coi mình nhận xét mình coi nói tiếng Anh có tiến bộ không. Em nào, anh nào, chị nào bà chê mình nói tiếng Anh, nói vỡ cái lon, vỡ cái ca, vỡ cái lu nhà họ gì đó. Em nói, tiếp tục nói. Tao thích nói là tao nói. Nói chừng nào mà nó hết dở thôi. Chứ không có kiểu người ta chê mình dở là mình không nói. No. Người mình nói ngược lại. Ai chê mình dở là mình nói bất chấp, nói không sợ ai hết á. Mắc gì đâu phải sợ, có ai nuôi cơm mình đâu mình sợ, còn là chồng mình nuôi cơm không à. Mình mắc gì mình phải sợ người ta, toàn là cha má mình nuôi không, mắc gì mình phải sợ người ta. Mình cứ nói dở, nói lại, tập nói chừng nào cho được thôi. Hôm nay là chắc ngày thứ sáu hả ta, buổi thứ sáu của cô Nancy season thì phải. Thấy không, thấy ai cũng mặc áo ấm hết vì nó lạnh quá, vì nó lạnh quá. Tay chân nó lạnh ngắt luôn à. Cũng mười mấy độ là cũng được á, vài bữa nó âm độ luôn nha. Hi, good evening, how are you? I'm good. Ôi da, vô lớp học rồi bạn bè ơi. Cái lớp học của mình để mình chia sẻ coi. Tuần trước mình học gì? Cái chess. Học gì cái chess và học vậy à? Em yêu ơi. Ôi, bữa nay là bữa thứ 6 của cái lớp pronunciation này. Bữa hổm tuần trước học về qua sao. Lớp này tới qua tháng 11 là hết. 7, 5, 16. Hi, how are you? Đi hả không? Đi không á? Đi không á? How hả? Oh, good. Trang hóa khởi gì? Trang ý tính tèn. Bạn này nói tiếng Hoa nè. Ni hao. Hi. Bạn này người Hoa. Mình nói tiếng Hoa được. Mình nói tiếng Tàu được. Và mình nói Tàu Lao được. Mấy bạn trong lớp học cũng y chang vậy thôi. Mà phải đi học, cố học, mệt cũng phải học nữa. Học cho bằng được để chúng có khỏi chửi.
học chừng nào mà nói tiếng Anh lên như gió vậy đó, hiện giờ nói tiếng có tiếng không trúng chửi. Bây giờ mình học nha, lát mình chia sẻ tiếp coi học là cái gì nô để mình chia sẻ trong cuốn sách này. Học can't, 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 can, I can, you can help my, you can't help my. Đó, nó cũng khác. Rồi âm học cái bài where, what, what are you studying? Economics. What about you? Photography. Then you must take good photograph. Photograph. And you must be good with money. Âm ngắn, âm dài, âm squash out. Dress suitable. Rất là nhiều luôn. Học nhiều quá không nhớ mày. Học nhiều quá không nhớ gì luôn. Swear sound. Saying swear. Problem. Problem. Adopted. Adopted. Nó không đọc là adopted. Adopt. Adopt. Can and can't. I can go. I can't go. Okay, giờ học tiếp nha. The, we would put M-A-T and M-A-T. Then I-C. Democratic, C-R-A-T. C-R-A-T. Just before the I-C. Yes, just before the I-C. You can, let's try the next one and then we'll check the answer. Listen, which syllable is stressed in the following list of words? Economical. 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 Na. Comical. Comical. Technological. 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 Political. Political. Surgical. Surgical. Chemical. Okay, so what's the rule? This look one. Look at chemical. Chemical. Which one do we stress? Chemical. So we have chem, and then it, and then o. Chemical. 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 So how many syllables are there? This is the penultimate, and this is the before penultimate. Yeah, before. Right? Penultimate. We might have a different word in English. Yeah, that. Before that word. So there are three syllables. Yeah. But it's not going to be the IC. It's going to be the one before the IC, even if there's an AL. So when there's an AL, it's going to be the antepenultimate. Right? Antepenultimate. So we're going to have one, and then the AL. What about comical? Comical. Same thing. So the first one. And then? Economical. Yes. Mm-hmm. Economical. Yeah, how is that one? Same. Okay, sorry. But they're putting I-C-A-L as one syllable. Yes. That's two syllables. But it is You can put it this way. The book has it. Yeah. The book has it all together, but there's definitely two syllables here. Yeah. Economical. Economical. Still same right here. Yeah. Right? No. 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 Econo. No. No. N-O. You want to put the M over here? Yes. Mm-hmm. Yeah. Okay. No. It's still the same syllable. Yeah. If you put the M or you put the M. Yeah, but we follow the same rule. Economic.
Economical. Yes, but it's still the same rule as this one. Was that it? Hi, can you see that? Yes. All right, this is a famous one about a pelican. That's the name of that bird. It's a pelican, right? Right, Lou? Are you going to the website? Are you going to check it in Chinese or in English? It's called Grammarly. All right, let's listen. Okay, see, you, it's a little tiny bit rude. You see right here? It's pelican. Oh, what come? Oh, I have to have it down there for you to see. All right, so this is the pelican, and then they separated it there, and they separated this. This is a little tiny bit rude, but I hope you don't mind. Okay. It says, a wonderful bird is the pelican. His bill, this is his bill, can hold more than his belly can. Right? More than his belly can. But you say belly can instead of belly can. He can take in his beak food enough for a week. But I'm damned if I see how the hell he can. Right? Or I'm darned. We can say I'm darned. I'm darned if I see how the hell he can, right? How the heck can he do that is what they're saying. So, a wonderful bird is the pelican. His bill can hold more than his belly can. He can take in his beak food enough for a week, but I'm darned if I see how the hell he can, right? All right, let's go. This says that it was Edward Lear's first influential limerick collection, A Book of Nonsense. It hit the bookstore almost 200 years ago. Lear didn't invent the limerick, however. The snappy five-line poems probably sprang to life on the streets and in the taverns of 14th century Britain. That means in 1300, right? Over time, people from all walks of life, children, scholars, drunks, beggars, have delighted in the witty limerick. Here's a brief history of five of the world's best love limericks. Okay. We say this one. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one and down he run. Hickory dickory dock. Right? So dock clock. One like run dock. Sounds like a drama lingua. Like yes, like a tongue twister or like a nursery rhyme. Tongue twister. I always thought it was a nursery rhyme. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, and down he run. Hickory dickory dock. Right? This is bad grammar here, but it rhymes with one. Because you have to say, and down he ran, if you want good grammar. Or he ran down, and down he ran. But then ran doesn't rhyme with one, so they changed it to the past participle. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, and down he ran. Hickory dickory dock. Uh-oh. Now, this one is famous. It's called The Man from Nantucket. Nantucket is a place in Massachusetts. I sent them to the printer at work so I could print them, and then I forgot to print them out. I'll bring them next time. Okay. Okay, this one says, The Man from Nantucket serves as inspiration for limericks, both dirty and pure. Yes. You pronounce Nantucket. 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 The Man from Nantucket. I believe it's on Cape Cod. Yes. So it's right over here. Cái này giống bưởi chua, ăn bưởi chua. Chị lặt rau rồi luộc. Em lặt rau luộc rồi đó. Nó lộn lưỡi. Hốt một bụng bùm bỏ trong ống trúng lũng. Hốt một bụng bùm bỏ trong ống trúng lũng. Okay. See if you can understand it. It bank in the underground. They took the other as just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear.
Though as for that, the passing there had warned them really about the same. And both that morning, equally late, leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. That's very nice. No, thank you. Thank you. I was looking to see if there's a photo of that. Thank you. Okay, I can give coffee. For sure. Uh-huh. Girls, I don't have any, but oh, no, no, I can swatch with him. Can you compare this? Cái gì này chỉ đọc stopping by wood on the snowy wind. Ê, bà đọc mình không hiểu mẹ đâu. Ok, cái bài thơ của dì học. Ok, thank you. Make a difference. Mm-hmm. Ages, no? Mm-hmm. Many years and years. Mm-hmm. Thank you. Very nice. Well, thank you. I like poetry. Practice at home. English. Look for some limericks. Practice the limericks. Bring them okay. Tan học rồi. Đi về thôi. Cảm ơn mọi người đã coi video của mình ha. Đó. Đó. Cả lớp về. Mình cũng về luôn. Cảm ơn mọi người đã coi video nha. Về thôi. Bye bye. See you. Good night. Bye bye mọi người luôn nha. Cảm ơn mọi người coi video nha.